Thì hôm nay có chú muốn gửi mình cái bơm về mình làm anh em. Thì chú này yêu cầu làm cái bơm hơi lẹ lên mặt lại. Hôm nay mình sẽ tháo ra mình làm nha anh em. Giờ mình mới phun thùng con bơm đổ sao. Chú đóng hàng kỹ thiệt. Kỹ mà chú không xa nhất á, dụng qua có người ta giao cho mình á, người ta nó hô nhớt nha, tùm lum chân. Bình thường đóng bơm này là phải xả nhớt ở hết nha anh em. Nó thông bu điện là nhìn chỗ nó khó, nó không có giao luôn á, nó không lợi, nó không lợi, nó không giao gì hết á. Mình thì bu điện quen rồi, nói chung mình mà dưới mình làm ấy lắm, mình đóng gói là lúc mà mình làm bơm á là mình xả hết nhớ rồi nghe nè, để trên bơm về làm xong rồi về anh em tự gãy thôi, tự vô nhớ thì chạy thôi nghe nè, kèm theo bơm. Rồi chú đóng trong thùng mút luôn, xong rồi này cậy
bê trước này ai dặn tết cho luôn. Rồi mình sẽ thay cho chú con ốc búp bê khác. Bơm này chắc như nhừ, chắc hết trơn quá. Bọt lô đúng không? Súng tao nghe tao bạn nghe nè. Mới cái này. Mới làm cái bơm con anh xong rồi bây giờ phải qua cái bơm này. Mình làm cái này ngán lắm nghe nè. Làm liên tục không nghỉ ngơi gì vậy. Bơm nhồi thì nó còn tạm ổn, tuy không được đẹp nhưng mà cũng còn được nha nè, còn sử dụng được bình thường. Cái nào sử dụng được mình sẽ không có thay thế, còn cái nào nó không còn sử dụng được nữa mình mới thay thế nha nè. Mình thấy một cái điều đó là xài con giấy là chết rồi đó nghe anh em, con giấy dày á xài không được. Cho anh em xem con giấy mình xài đây là con chính hãng vậy nè anh em, mình mới thay cho anh mình nè. Còn cái này con giấy là con ốc rồi. Sao được cũng nghe anh em. Xin này mình thay lại luôn nè, xin rồi bỏ. Mặt trà thì tiêu rồi. Mặt trà xước sâu lắm rồi nghe anh em. Này mình không có xài lại được. Con này bỏ. Con mình trà chân cũng bị gỗ nè anh em. Thì mấy cái này mình sẽ tháo gãy đúng rồi. Thay cái khác nha nè.
xong rồi. Cho bơm này cũng còn ok nha anh em. Hai mặt gương thì nó không được đẹp không, nhưng mà còn sử dụng mới được. Cái vỏ này bị hư rồi nha anh em. Vỏ này để mình nói với chú nó bị đâm lòng rồi. Để mình gót cái đây rồi mình lại mình chỉ cho anh em xem. Nhớ dài có lực. Em thấy cái vỏ mà nó lệch qua đây không nè, nó bị đâm lòng xuống một khúc nè anh em. Anh em thấy nó hở xa không? Cái này gán chạy là nó sẽ hư luôn nghe nè. Thì mình sẽ, anh em đợi chút mình sẽ khui cái này ra để cho anh em dễ thấy không. Không như chị qua mình để đâu rồi. Đâm sâu vô quá rồi. Để mình gọi gần gần ở cho anh em xem nghe anh em. Ai nhớ không? Anh em thấy cái lồng nó đâm mà cái dắt trên này nó hở ra một khúc luôn nè, ngay chỗ cây cây mình chỉ á, anh em thấy không, nó hở một khúc này, cái này muốn hư rồi đó, nó dính luôn rồi, mình xeo lên không nổi luôn mà. Cái này thì để mình nói với chú mới được. Hôm chú dài đi số điện thoại nào mình quên nữa nè, này chắc mình dẹp lại để đăng cái video là chú liên hệ lại với mình quá. Cái trên này thì còn ok, chán trên thì còn ok, chán dưới thì nó bị đâm rồi. Chuyên gia nó bị hư mấy này nè anh em. Bởi vì nó khó lắm. Nó hư vậy mình mất có phải đi Vĩnh Long mình gia công lại. Tốn thời gian lắm. Thì anh em cái này á thì nó đâm sâu quá rồi nghe nè, đây tối quá nè, mình lấy cái cây nè mình chĩa vô là nó vô khúc luôn nè anh em đó. Cái trường hợp này là xài mình gọi cận cảnh vô cho anh em xem nè, nó đâm sâu phiết nè, nó không anh em, sâu phức cái dưới luôn. Thì cái trường hợp này á là phải gia công lại nghe anh em. Còn mấy cái kia thì mình ở đây mình có phụ tùng thay thế hết. Nhưng mà cái vỏ thì mình có vỏ mà nó hơi mắc tiền. Để mình nói với chú rồi, chú đồng ý thì mình là đổi vỏ với chú. Tại vì mình cũng có vỏ đóng sẵn đây nữa. Rồi cái rồi mình tháo cái này ra hết nha anh em. Thì anh em mình mới điện cho chú rồi, chú nói mình có cái vỏ sẵn á, thì mình sẽ thay cho chú luôn. Thì mình lấy tiền công gia công lại là 600 ngàn thôi nghe anh em. Thì cái vỏ kia thì người ta cũng bị tình trạng vậy nè, nhưng mà gia công lại rồi thì 600 ngàn. Tại vì ta làm mặt miếng gương lại mới với người ta hét xuống á nè. Thì cái đó thì mình để lại cho chú. Còn mấy cái này mình tháo ra mình chỉ ảnh qua anh kia thôi. Rồi
Vậy thì cái video này mình xin tạm dừng ở tại đây. Thì cái máy cái bom này đó, thì hai mặt gương nó tệ lắm rồi, mình phải thay nha nè, chứ có hai cái mặt trà nó tệ lắm mà mình phải thay, chứ còn được hai con bom bom nhồi rồi thì ngon. Thì nói chung là thay bộ đồ lồng thì chỉ có hai miếng gương này nè, có hai miếng mặt trà với một miếng gòn với hai cái phót đuôi nè, tại vì mình là tháo ra là nó hư nha nè. Thì mình sẽ đóng đặn lại cho chú hết. Người cốt này hơi mòn thì mình nói với chú để đại đi, chạy được không sao. Rồi thôi, cái video này mình xin tạm dừng tại đây nha nè. Mình sẽ tranh thủ làm cho chú. Thì anh em, cái bom của chú này nè anh em, tiện cái dàn ngoài cho nó thấp đi để nó tiếp xúc cái mặt trong này nè, bởi vậy cái mặt trà này nó bị hư luôn nè anh em. Cái này á là chạy á là nó sẽ mòn ở cái phản này nè anh em đó. Làm vậy thì chạy mạnh thiệt nhưng mà nó sẽ không bền nha anh em đó. Bây giờ mình cũng không có sửa lại được nữa, tại vì không lẽ thay luôn cái cụm bê tông này thì tiền không à. Bây giờ mình sửa lại cho chú chạy tạm ổn thôi, chứ thời gian nó cũng sẽ bị yếu lại nha, cho mặt trà này nó bị mòn như thế nè, bị ăn phía xuống đây. Mình thay cho chú để mình nói với anh em đó, làm gì làm đừng có tiện mấy cái này xuống nha anh em. Hãy vớt mặt trà này xuống là tầm 7 nha, phải giữ cái kích thước này cho ấy. Không biết cái này còn làm cái gì cái khác không nữa. Đó, mấy cái này là thua rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ gà lại cái mặt này cho nó phẳng nha nè. Tại vì mình gà cái đế cho nó phẳng lại á, thì mình thấy nó cái này nó bị thấp hơn nè anh em. Nè, cái dấu tiện mà mình nhìn lại là dấu tiện nè anh em. Đó, thua. Này chịu thua thôi nha anh em. Rồi thôi, cái video này mà mình tạm dừng đây đi anh em ơi, đặng mình gắng mình làm cho chú rồi. Không biết mấy cái quan áp đó mình chưa tháo ra không biết sao nữa đó, thì nếu có gì thì mình cũng sẽ làm đưa lên đây luôn nha anh em. Thì cái bơm mình làm cho chú rồi xong nè anh em, tới 2.780.000 lận. Mà nói chung thì mình làm cho chú chạy được thôi chứ không ngon, tại vì độ trong nó tệ nha nè. Thì tại vì phải đổi vỏ hộp luôn, vỏ cái bơm á nó bị phiết vô á nè. Nói chung làm cho chú tại vì độ trong bị người ta chế quá rồi, thì hồi mình sẽ đi giao. Thì về chú phải vô nhớ rồi giùm mình nha, chứ để thôi là chạy nó dính chết luôn á. Tại vì mình gửi hàng á thì mình không vô nhớ sẵn cho chú được, chú phải về tự vô. Nói chung cái này làm nhiều tiền quá anh em ơi. Tầm ngày mình làm, nói chung từ đó giờ mình làm sửa đến tiền không à. Cái này nó hơi nặng nè. Còn cái nào hư cụm bơm thì không nói, cái này nó không hư cụm bơm mà tại cụm bơm nó bị tiện á, mình làm lại chạy ok thôi chứ không gọi là ngon được. Nói chung mạnh thì có mạnh đó, nhưng mà nó sẽ không tuổi thọ nó sẽ kém đi nha anh em. Như ta chạy được 5-2 năm thì cái này chạy được chừng 5 tháng thôi, 5-6 tháng thôi vậy đó. Tại vì cái mặt nó bị tiện, mình có nói ở phía trong video phía trước á. Thì thôi, cái video này mình xin tạm dừng tại đây nghe nè. Thì mình sẽ gửi ra cho chú.